Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức giải chạy bộ nâng cao nhận thức nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre năm 2023. Tham gia giải chạy bộ nâng cao nhận thức nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre năm 2023, có khoảng 200 vận động viên là đoàn viên, hội viên và thanh niên đến từ các đơn vị thành phố Bến Tre, Dòng Trơm, Ba Tri, Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi, đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh và câu lạc bộ chạy Bến Tre. Giải chạy bộ được chia làm hai hạng mục nam và nữ với cự ly 3 km đối với nam và 2 km đối với nữ. Các vận động viên tham gia đảm bảo về thể trạng và sức khỏe của từng hạng mục. Trước khi chạy bộ, các vận động viên được khởi động đi bộ khoảng 1 km tại khu vực tổ chức giải chạy. Đây là hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2023 và tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ tài nguyên môi trường, tài nguyên nước, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng Bến Tre xanh, đồng thời tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tôi cảm thấy rất là vui khi được cùng mọi người ở đây tham dự giải chạy bộ này. Thì thứ nhất là giúp mọi người nâng cao sức khỏe nè. Thứ hai nữa là cũng là để đối với thanh niên tôi thì cũng là tham gia cái chiến dịch hè. Thứ ba nữa là ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay đó là để nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu. Thì hôm nay đoàn vườn Phú Khương có 2 thí sinh tham gia thì vẫn chưa biết kết quả như thế nào, nhưng mà hai chúng tôi đã cố gắng hết sức cũng như là để góp phần để nâng cao nhận thức của mọi người về rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe. Em rất là háo hức được tham gia giải chạy này, chủ yếu được giao lưu giữa từ các bạn ở các xã khác đến tham gia giải chạy này để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao ý thức và rèn luyện sức khỏe. Kết thúc giải chạy bộ, giải nhất ở cự ly 2 km đối với nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Lệ Trân, đơn vị Ba Tri, giải nhất ở cự ly 3 km đối với nam thuộc về vận động viên Võ Hoàng Nhật, đơn vị Ba Tri. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho mỗi hạng mục, đồng thời tặng giấy chứng nhận cho các vận động viên hoàn thành nội dung thi, đảm bảo theo thời gian tối đa không quá 30 phút.